Châu đang làm việc bộ phận mua sắm của công ty VMC. Như năm vừa qua, công việc của tôi phụ trách mua sắm cho các tòa nhà, được hỏi rất nhiều kinh nghiệm về việc mua sắm và giao tiếp với các nhà cung cấp, nâng cao kỹ năng giao tiếp với khách hàng là trong những tiêu chuẩn OMO Tennessee mà công ty VMC đang hướng tới. Và đặc biệt hơn, năm nay tôi được tham gia lớp học bảo hiểm để hiểu hơn về bảo hiểm rất cần thiết đối với mỗi chúng ta. Sắp hết năm cũ chuyển giao sang năm mới, tôi mong muốn được tham gia các lớp học mà công ty tổ chức, được trao đổi thêm kiến thức để công việc hoàn thành tốt hơn. Hiện tại tôi đang có hai con nhỏ, cũng phải dành thời gian chăm sóc cho các cháu. Nên mong công ty tạo điều kiện để tôi thiện chăm sóc cho gia đình, giỏi việc nước, làm việc nhà. Và một mùa xuân nữa lại đến, tôi kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn và khôn trong lý tưởng. Và đặc biệt gửi lời chúc đến gia đình nhỏ của tôi, bố mẹ và chồng luôn mạnh khỏe và các con ngoan ngoãn học giỏi. Chúc toàn thể gia đình VMC những lời chúc tốt đẹp nhất. Happy New Year!